Chúng ta được Tam Bảo gia trì. Nếu như không được Tam Bảo gia trì, chúng tôi có lẽ đã đi vào bước đường cùng rồi. Làm gì được thế lực như vậy, còn giảng được tới bây giờ. Chúng tôi thật đang làm biểu pháp cho mọi người xem. Tôi không giảng được nữa thì coi như đến lúc vãng sanh rồi. Tôi đến cõi đời này làm gì vậy? Chính là vì chuyện này, đem bộ kinh này giảng cho rõ ràng, tường tận, thấu triệt. Bổn kinh hội tập của Liên Công và bản chú giải của Niệm Lão, tôi nhận bản này thì phải có nghĩa vụ giảng giải bộ chú giải này cho rõ ràng, minh bạch, thấu đáo, để mọi người tỉnh sâu không nghi. Tu theo tịnh độ quả thật rất đơn giản, chính là tín nguyện hành, không được phép có bất kỳ mảy may hoài nghi nào. Có hoài nghi thì chẳng thể nào vãng sanh nổi. Nhất định phải làm rõ ràng, sáng tỏ vấn đề này. Chỉ dựa vào điểm này thôi, thế giới cực lạc không thể nào không đi được. Muốn đi đến đó, bạn buộc lòng phải buông bỏ duyên trần. Trần ý là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, phải triệt để buông xả. Không buông xả thì chẳng cách gì đi nổi. Vừa buông xả liền có thể đi bất cứ lúc nào, ngoại trừ giống như Ngài Hải Hiền vậy. Từ 40 tuổi trở đi, Ngài được A-di-đà Phật dặn dò. A-di-đà Phật khen Ngài tu hành không tệ. Vì sao? Vì Ngài hoàn toàn áp dụng những lời trong Đại Kinh vào trong cuộc sống, trong công việc, trong cách xử việc, đối người tiếp vật làm quá tốt, nên Phật bảo Ngài ở lại thế gian này thêm vài năm làm tấm gương cho người niệm Phật. Đây gọi là biểu pháp. Ngài chính vì chuyện này nên mới sống tới 112 tuổi, toàn là do Phật lực gia trì. Thọ mạng bình thường của Ngài tôi nghĩ cũng chỉ tầm 70-80 tuổi là cùng, chỉ khoảng cỡ đó thôi. Vậy mà Ngài kéo dài mãi đến 112 tuổi, đó là nhờ có Phật lực gia trì. Để giải đáp nghi vấn trong lòng chúng ta, chính là vấn đề về bản hội tập. Có quá nhiều người phản đối. Ngài cầm lấy quyển Tăng Khen Tăng rồi chụp hình. Đó là biểu pháp sau cùng mà A-di-đà Phật giao cho Ngài. Ngài biểu xong cái pháp này rồi, Phật liền tiếp dẫn Ngài đến thế giới cực lạc. Vì vậy khi Ngài nhìn thấy quyển sách này, mừng như bắt được báu vật. Vì sao? Vì A-di-đà Phật đã giao hẹn cùng Ngài, miễn con có được quyển sách này, coi như cơ duyên vạn sanh thế giới cực lạc của con chín mùi rồi. Đây là biểu pháp cuối cùng của Ngài, giúp cho Tịnh Độ Tông, đồng học Tịnh Tông sẽ không còn bất cứ nghi hoặc nào đối với pháp bổn này nữa, tịnh sâu không nghi. Ngài chứng minh cho chúng ta biết bộ kinh này là bổn hội tập, được phép hội tập chứ không phải không được. Có người kiểm chứng qua, thật chất kinh Phật kể từ lúc được phiên dịch là đã có hội tập rồi. Việc hội tập đã có lịch sử rất lâu đời. Trong tất cả các bản hội tập, bao gồm hội tập lúc dịch kinh, đều không có bản hội tập nào cao minh như bản này. Vì sao? Vì mọi bản hội tập đều có thể tìm ra tì vết.
nhưng không thể tìm thấy trong bản hội tập này. Tại sao vậy? Vì lão cư sĩ Hà Liên Cư đã đích thân tìm hết 7-8 năm, mỗi ngày đều tìm lỗi trong đó. Ngài tự mình tìm, hiểu đến hết 10 lần. Đúng thật là mỗi một chữ, mỗi một câu đều là kinh văn từ trong nguyên bổn dịch, không hề sửa đổi chút nào. Trong suốt chiều dài lịch sử hội tập, đây là bộ đầu tiên. Chân thật là thiện bổn. Chú giải tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đó không phải ý riêng của Ngài. Bạn xem, đều là lời được dẫn từ kinh điển. Hôm nay chúng ta đọc cái đoạn này, Phẩm Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là dùng kinh chú kinh, quá là cao minh. Ngài dùng tổng cộng 83 loại kinh luận, 110 loại trước tác của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này. Trong bản chú giải này, mỗi chữ mỗi câu đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứ không phải mù mờ rồi soạn vào. Đây mới khiến người bội phục, không còn lời để nói. Chúng ta y theo bổn này học tập, trong hơn 20 năm qua không hề đi sai đường. Chúng ta được Tam Bảo gia trì, nếu như không được Tam Bảo gia trì, chúng tôi có lẽ đã đi vào bước đường cùng rồi. Làm gì được thế lực như vậy, còn giảng được tới bây giờ. Chúng tôi thật đang làm biểu pháp cho mọi người xem. Tôi không giảng được nữa thì coi như đến lúc vãng sanh rồi. Tôi đến cõi đời này làm gì vậy? Chính là vì chuyện này, đem bộ kinh này giảng cho rõ ràng, tường tận, thấu triệt. Bổn kinh hội tập của Liên Công và bản chú giải của Niệm Lão, tôi nhận bản này thì phải có nghĩa vụ giảng giải bộ chú giải này cho rõ ràng, minh bạch, thấu đáo, để mọi người tỉnh sâu không nghi. Tu theo tịnh độ quả thật rất đơn giản, chính là tín nguyện hành, không được phép có bất kỳ mảy may hoài nghi nào. Có hoài nghi thì chẳng thể nào vãng sanh nổi. Nhất định phải làm rõ ràng, sáng tỏ vấn đề này.